Tức cái lồng ngực. Tức cái lồng ngực này quá anh em. Mới chuyển trọ tính là từ hôm nay ta bắt đầu cuộc sống mới thì mất mẹ chiếc xe máy. Còn súng xính quần áo chuẩn bị đi gặp Sơn Tùng tại sự kiện Apple Random 4 thì nổ lên dịch mẹ xong sự kiện hủy luôn. Đầu tiên thôi, ngay bây giờ thì mình sẽ bắt đầu review chiếc Apple Reader 4 sản phẩm mới nhất đến từ thương hiệu Apple. Dù là chưa dùng đủ lâu đâu, nhưng mà khoảng trong vòng 7 ngày vừa rồi thì mình cũng đã có khá nhiều ấn tượng mà muốn chia sẻ đến các bạn về chiếc sản phẩm này. Đầu tiên là về phần thiết kế thì dù chỉ ra mắt khoảng 3 tháng sau chiếc Reader 3 nhưng mà Reader 4 đã có rất là nhiều nâng cấp và thay đổi về màn thiết kế. Có nhiều ý kiến xung quanh về màn thiết kế của sản phẩm này, nhưng mình nghĩ tổng quan lại thì theo mình Reader 4 có một thiết kế đẹp và thân thiện với người dùng. Chiếc máy này được hoàn thiện chủ yếu từ nhựa, nhưng mà không sao, phần chất liệu nhựa của chiếc Reader 4 được Apple xử lý tỉ mỉ và trông cao cấp chứ không bị rẻ tiền. Đồng thời thì những hư hại hay là tròi xước trong suốt 7 ngày sử dụng vừa qua trên chiếc máy này hoàn toàn là không có. Mặt lưng thì sản phẩm này được hoàn thiện dạng nhám và lớp phủ nhám này được làm rất là tỉ mỉ, giúp cho khi cầm nắm thì có rất là nhiều điểm cộng, ít bám vào dấu vân tay, bám tay hơn, đỡ tròi xước, mang lại một tổng thể thiết kế trong thời thượng giống như những máy cao cấp. Hay phần cụm camera được làm 3 ống kính rất là lớn và nổi bật, cũng giúp cho tổng thể của sản phẩm này trông nổi bật hơn. Dù là chất liệu nhám nhưng Apple vẫn biết cách xử lý để mang lại cái màu sắc gradient rất là nổi bật trên mặt lưng của sản phẩm này, nhất là với phiên bản màu xanh mình đang sử dụng. Quay lại cái ý thứ hai mình chia sẻ ở đoạn đầu, đó chính là sự thân thiện với người dùng. Thật ra điện thoại di động có một phần rất là quan trọng mà nhiều người đã bỏ qua, đó chính là phần di động. Những cái điện thoại bây giờ thì càng ngày càng to và nặng nên tính di động bị giảm đi. Nhưng mà riêng với Reader 4 thì nó giúp chúng ta quay trở lại với bản chất. Độ mỏng chỉ 7,7mm và trọng lượng chưa tới 170g, chính xác là 165g. Và được bo cong rất là nhiều nữa nên giúp cho Reader 4 có thể mang đi mang lại, sử dụng hàng ngày, rút ra đút túi cực kỳ dễ dàng. Sử dụng chiếc máy này thật sự rất là thoải mái. Các bạn đang nhìn thấy đây là phần mặt trước của Oppo Reno 4, một chiếc màn hình kích thước 6.4 inch, độ phân giải Full HD Plus, tấm nền AMOLED và tỷ lệ dài 19:9. Trước giờ mình luôn mặc định là những chiếc màn hình đến từ Samsung trong phân khúc tầm trung sẽ là màn hình cao cấp nhất với tấm nền Super AMOLED. Sau đó sẽ tới Apple và một số hãng khác nữa, nhưng riêng từ Reno 3 và bắt đầu từ Reno 4 thì mình chắc sẽ phải thay đổi cái định kiến này. Khi mà màn hình của Reno 4 thật sự rất là đẹp. Màn hình của sản phẩm này có độ sáng tối đa cao và độ sáng tối thiểu cũng rất là thấp. Khi mà sử dụng cả điều kiện cực sáng hoặc là ngoài tối thì màn hình này đều mang lại một trải nghiệm sử dụng tuyệt vời dành cho mình. Nhờ màu sắc tươi tắn, sống động nên là những trải nghiệm xem phim, nhất là khi mình xem những nguồn phát có chất lượng cao, ví dụ như Netflix thì màn hình này thể hiện rất là tốt. Dù là màn hình AMOLED vốn sẽ bị định kiến là quá rực rỡ và sai màu, nhưng mà riêng với màn hình của Reader 4 theo mình là một màn hình có màu sắc trung tính và không bị lệch màu quá nhiều. Do vậy nên ảnh chụp hay là bạn sửa ảnh trên màn hình này và đem ra những chiếc màn hình khác thì sẽ không bị sai lệch màu quá nhiều nữa. Tiếp đến là phần camera, một trong những cái điểm đáng nhấn mạnh nhất trên chiếc Oppo Reno 4 này. Thường thì người ta sẽ nói về những thay đổi về mặt phần cứng, nhưng Reno 4 không có điều này. Những tính năng về mặt phần mềm được Oppo mang lên sản phẩm Oppo Reno 4 mới đáng nói. Đầu tiên là chế độ chân dung, chúng ta sẽ có thêm những cái bộ lọc là giữ lại màu chân dung và chân dung lóe ban đêm. Hai cái này dịch nghe không rõ ràng lắm, nhưng thực ra thì mình sẽ cho các bạn xem ảnh là biết ngay ấy mà. Thứ các bạn đang thấy là một bức ảnh giữ lại màu chân dung được chụp từ Oppo Reno 4. Chế độ này sẽ hữu dụng cho cả camera trước và camera sau luôn. Với chế độ này thì thứ duy nhất có màu sắc và nổi bật trong bức ảnh chắc chắn phải là gương mặt của bạn, chứ không phải là bất cứ thứ gì khác. Với chế độ chân dung truyền thống vốn là với mục đích tạo sự nổi bật chủ thể là con người, những thứ khác sẽ bị xóa mờ đi. Nhưng đôi khi cái chế độ này vẫn chưa đủ làm bạn trở nên nổi bật. Thì với chế độ màu chỉ giữ lại chân dung như thế này thì toàn bộ phần khung cảnh xung quanh như các bạn thấy đều là màu trắng đen, và thứ duy nhất có màu sắc trong bức ảnh chính là bạn, chắc chắn bạn phải là thứ nổi bật nhất. Mình sẽ đánh giá rất là cao một chiếc camera khi nó tạo cho mình cảm hứng chụp và sử dụng tính năng đó nhiều. Và tính năng này của Oppo Reno 4 thật sự là thu hút mình và khiến mình liên tục muốn chụp hình giữ lại chân dung mà không phải chế độ nào khác. Hay đó là một tấm ảnh sử dụng chế độ chân dung ban đêm, có nghĩa là nó sẽ sử dụng những ánh đèn bokeh để tạo ra những cái dạng bokeh như thế này, giúp cho chủ thể thêm phần nổi bật và bức ảnh thêm phần lung linh. Còn nói về trải nghiệm chụp ảnh chung với sản phẩm này thì Reno 4 mang lại chất ảnh khá là trung tính, màu sắc vừa phải, HDR hoạt động hiệu quả để cứu nhiều vùng sáng và vùng tối khi mà trên sáng nặng. Sản phẩm này cũng có chế độ chụp đêm hoạt động với cả camera trước và camera sau, giúp lại giữ nhiều chi tiết khi mà trong những điều kiện thiếu sáng nặng. Ảnh chụp thông thường của Reno 4 thì có hơi hướng hơi ám xanh và màu phương toi một chút. Đồng thời thì màu sắc trong ảnh đôi khi sẽ hơi nhợt nhạt và các bạn nên sử dụng thêm phần mềm bên thứ ba để chỉnh sửa một chút để mang lại ảnh nó rực rỡ và hợp mắt hơn.
Một phần tính năng rất là quan trọng trên máy ảnh của sản phẩm này chính là tính năng quay phim, cũng được nâng cấp với một số tính năng mới. Ngoài việc hỗ trợ siêu ổn định và Ultra Steady siêu ổn định nâng cấp nữa, thì sản phẩm này còn có hỗ trợ quay video 4K này, và thêm một phần filter rất là thú vị, đó chính là filter giữ lại màu. Chúng ta sẽ có 3 màu sắc được giữ lại, với màu đỏ thẫm, màu xanh lục đậm và màu xanh da trời. Những thước phim được quay ra từ 3 chế độ này sẽ mang lại những cái hiệu ứng rất là thú vị. Và tính năng giữ lại màu chân dung khi mà chụp ảnh thì cũng hỗ trợ với cả tính năng quay phim luôn. Và cái hiệu quả thì đương nhiên là tương tự. Nếu có góp ý gì đó về mặt camera của sản phẩm Oppo Reno 4 này thì mình nghĩ đó là việc những cái filter này nên được đưa ra một nơi nào đó rộng rãi, thoáng đãng hơn để người dùng phổ thông có thể dễ dàng biết được và sử dụng. Nói về hiệu năng của Oppo Reno 4 thì vẫn là một câu nói quen thuộc. Sản phẩm này mang lại một hiệu năng trải nghiệm mượt mà, nhưng không phải là cấu hình tốt nhất trong phân khúc giá. Chuyện này quá quen luôn rồi. Với chip 720G, 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong thì sản phẩm này mang lại những trải nghiệm vuốt chạm, đa nhiệm cho nối ứng dụng hoàn toàn mượt mà và không gặp vấn đề gì trong quá trình thao tác của mình trong suốt 7 ngày vừa qua, dù mình cài rất nhiều ứng dụng và đa nhiệm cũng nhiều nữa. Tuy nhiên, nếu các bạn đang cần tìm kiếm một sản phẩm có hiệu năng thật là khủng trên phần giá tiền các bạn đưa ra, thì trong phân khúc giá này các bạn chắc sẽ có nhiều lựa chọn tuyệt vời hơn là chiếc Reno 4 để chơi game. Nếu các bạn sử dụng chiếc máy này để chơi game thì mình cũng đã test với Liên Quân, PUBG và COD. Thông số chi tiết của từng bài test thì mình để một bài viết bên dưới để các bạn có thể theo dõi. Còn tổng quan thì mình thấy sản phẩm này có thể chơi ổn định với cả PUBG và Liên Quân. Liên Quân là 60 và PUBG là 40fps. Còn với COD thì nếu các bạn chơi chế độ Battle Royale, hơi lát một chút nếu chơi lâu đó. Oppo Reno 4 sở hữu viên pin dung lượng cao tới 4000 mAh. Đây thật sự một viên pin rất khủng nếu là 3-4 năm trước. Còn ngay thời điểm này thì 4000 mAh là con số trung bình để giúp các bạn mang lại một thời lượng sử dụng tương đối ổn. Theo mình trải nghiệm với đa tác vụ khác nhau, cả Wi-Fi, 4G, có chơi game thì sản phẩm này có thể trụ được khoảng 7 tiếng on-screen liên tục đối với nhu cầu của mình. Thì đây là một mức vừa đủ để sử dụng trong vòng một ngày. Ngoài ra thì nếu các bạn cảm thấy lăn tăn về 4000 mAh có thể chưa đủ cho với mình thì các bạn có thể tham khảo qua công nghệ sạc nhanh trên máy là VOC 4.0, công suất tối đa lên tới 30W, giúp các bạn hồi phục viên pin của sản phẩm này trong vòng chỉ khoảng 60 phút thôi. Nói về một số tính năng khác được trang bị trên chiếc Oppo Reno 4 này thì sản phẩm sở hữu một cái cảm biến AI bên cạnh camera selfie nên nó hỗ trợ một số tính năng như là chống nhìn trộm này, hay là xoay thông minh theo tư thế đầu của người dùng rồi điều khiển không chạm. Thứ hai nữa thì sản phẩm này cũng sở hữu cảm biến nhận diện gương mặt và vân tay có tốc độ cực kỳ nhanh, nên là gần như không bao giờ mình phải bấm cái mật khẩu lên sản phẩm này cả. Loa ngoài của sản phẩm này dù là loa đơn thôi, không phải loa kép, nhưng mà âm lượng rất là to, giúp cho mình trải nghiệm xem phim hay là chơi game cực kỳ tuyệt vời. Cục rung của sản phẩm này cũng mạnh nữa, nên là khi có thông báo hay cuộc gọi tới là mình không thể nào bị miss được. Sản phẩm này chạy ColorOS 7.2 trên nền Android 10, hoàn toàn mượt mà và những tính năng thông minh thì đầy đủ giống như thế hệ trước. Đó là toàn bộ những trải nghiệm của mình cùng chiếc Oppo Reno 4 trong suốt 7 ngày vừa qua. Điểm đáng tiếc duy nhất là sự kiện to đùng Oppo chuẩn bị cái sự xuất hiện của Sơn Tùng MTV bị hủy thôi. Chứ còn về sản phẩm này thì mình thấy những thay đổi của nó rất là tích cực so với thế hệ tiền nhiệm. Có nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm này có giá hơi cao hay là hiệu năng vẫn chưa xứng đáng với giá tiền, thì mình nghĩ chắc chắn là bạn không phải là đối tượng người dùng quen thuộc Oppo rồi. Còn với người dùng Oppo, những cái nâng cấp về mặt màn hình, thiết kế hay đặc biệt là tính năng camera sẽ rất là cuốn hút của những người dùng Oppo từ trước tới giờ, khiến họ muốn nâng cấp. Đó là suy nghĩ của mình thôi, còn bạn nghĩ sao về sản phẩm này thì comment bên dưới phần bình luận của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.